Đang đá là đá. Con gì đấy? Con này giống con cua này. Ui cua này. Ui cua này. Để em siêu không? Này, không cho anh ăn, anh bảo em ăn hả? Ui, sao mày bắt được con? Này, em được con cá chưa thiểu mà con cho phi em chưa gỡ đâu. Ui dồi ôi, xem còn con nào không? Ui. Đâu? Ui. Ui. Ui dòng con ơi. Cái này đi bán anh như kia lắm. À không, ăn ngon không được bán. Phải cầm cả lưới nữa. Ui. Con nữa. Cá. Cá cho phi nhé. Lấy cái gì đựng đấy? Ui dồi ôi. Sao bắt được cả tôm hùm ở trong ao đấy. Ném lên à? Chiều thế. Ném lên bờ à? Ừ. Ôi, tôm hùm chết mẹ rồi. Sao lại chết? Ừ. Ôi. Nhiều nó ở dưới nước thì chết làm sao được. Vậy cái gì? To nhé. Tôm. Ừ. Em ăn hai con tôm, một con cua cho anh, một con cua nhỏ thôi. Cho mày con cá, tao ăn tôm cho. Không. Mày điên là lúc nào? Anh ăn cá em ăn được mà. Tao mò được một đống bên kia kìa. Đều đừng có nói phét. Thật, tao mò được nhiều lắm. Đánh lưới được. Siêu như em mới được kìa. Ừ, đánh lưới siêu như này. Xem còn có nào không? Để xem nào. Thì lấy cái gì đựng, gỡ lưới đi. Ui, kéo luôn lưới lên bờ nhá. Lên, gỡ lưới lên. À mà mời mày, con thỉ cái là con gì? Là con thỉ cái này. Trên mạng người ta gọi là con thỉ cái, con to ở dưới nước ấy. Ủa, thỉ cái. Đấy, kéo lưới ở đây. Ui. Không kéo được nó mất đá. Bắt được, kéo hết rồi, mất bây giờ. Ôi. Ôi, bên này con cá. Họ lên bờ đó. Bên kia có một con cá tiêu thiểu nữa. Đấy á. Bên trên bờ ấy, em sang lại đâu. Ui, kia bài của mình to. Không chẳng cần cá rồi, cá rô phi đâu. Ăn cá này thôi. Không cần cá, chỉ cái này. Ua. Không phải. Giờ gỡ thế nào được, ăn gỡ được. Cua gì to này, có phải cua hàng đấy đâu. Ui, con cua này nhà ai làm sổng ra sao ấy. Sổng á, người ta nuôi à? Ừ, đây này. Thế cho em về làm thú cưng. À, của em hả? Nó vẫn đang buộc càng đây này. Ơ, sao ai trói nó ấy nhỉ? Thấy chưa? Trói càng này. Thấy chưa? Tao bảo rồi, hai mấy năm ở cái ao này tao làm gì tao bắt được con cua ở đâu. Đây mà ao à? Mày lại bắt được, chả coi như là suối. Ao. Suối. Úi dồi mắc à. Mày gỡ con khác đi. Không, em ăn con to. Ừ, tí nữa tao cho mày ăn hai con, ăn chán, ăn ngập mồm thì thôi. Đây rồi, ăn tôm hùm rồi. Hả? Đấy. Ủa nhưng mà không gỡ được. Ui, xem nào. Nó mắc kinh nhờ. Ôi, con này chết toi rồi. Và nước ngọt nó chết toi quá rồi. Thì nó chở ở nước này. Vâng. Chị không ở đây ở đâu. Sao đánh được? Hả? Ừ. Ở mùa này ra ấy. Ừ. Kinh điển đấy. Kinh điển. Em ăn hết, cho anh ăn dô phi. Anh lười, giả vờ là có cái gì mình gọi để đi về, chắc là đi về, em về đi chơi gì. Tao về tao làm hấp bia. Chết! Biết thế mình cũng về, mình đi uống nước ngọt. Ủa nó ác hơn. Ui con này thịt nhiều lắm. Em ăn con này. Quá, càng nó quàng nó. Ăn cắn nhau đi, cắn nhau đi. Đây này, tao cho mày xem này. Tao bắt được đây. Đó, đừng có nói bốc phét đi. Anh đừng có điêu đi. Bốc phét. Ây chạy chạy chạy. Càng là dã man con ngàn. Anh nhặt đâu mấy cái thùng xốp này? Dạ, tao mò được, tao lấy luôn thôi. Tao lấy luôn cả thùng xốp tao đựng. Đây. Mày mò là ăn thua gì, nhìn thấy này. Thấy chưa? Ai, sao? Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ơ, con này nằm này. Mày còn mò thì còn chết tao. Ui, chảy nước, em xin chảy nước em một. Đấy, đây này. Thấy chưa? Sống tương tự như thế này. Con này còn ngâm một nước ngọt chết. Dỡ nó vào đây đi. Đây. Mày nhìn đi. Cua đây này. Mày tao mò tao cái to đây này. Ôi! Dừng tay! Chị cho con này vào. Ôi, chị cho con. Nguyễn Văn Phúc. Thấy Phúc Phúc này trả đâu mày? Ờ, trả luôn. À! Ây, cái gì đấy? Cái này nhá. Chắc chắn là anh Phúc anh gửi rồi.
Ôi, thế nhưng mà sao? Mình đi lấy đâu ra cua tôm rồi. Em cũng bẫy được 2-3 con mà. Em cũng bẫy được rồi. Thôi, bắt cá đi. Tao phải sang bờ bên kia đánh chém. Bây giờ còn cá đã thiếu kiểu nữa. Cá mú làm cái gì? Quan trọng làm gì thiếu kiểu làm cái gì? Mày không thấy hải sản ngập mồm này à? Ôi, mình không ăn nữa. Không ăn nữa, ăn hải sản. Tí nữa mang về cho ông. Ê. Đấy em với. Đây. Anh đi lấy phao đi. Mày ngồi lên đây tao đẩn. Ngồi đây. Nằm lên. Đúng rồi là mất ăn đấy. Tao giữ cho. Để đấy. 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 Lên. Tí nữa. Chơi mất ăn rồi. Rồi đi nha. Ok. Xe ta bon trên dặm đường kẻ làng quê ta bon ba ba cười đấy. Ôi, xuống. Ôi, liệu con chặt vào. Rồi. Bỏ ra em luôn đừng mất ăn này. Thế mà anh chả bảo em là tôi không phải đánh đi. Để dạ, tôi phải đánh. Mày đi. Tưởng nhà mày có đấy đấy. Tôm biển nước ngọt lại có. Mày lại định nằm mơ bắt con tưởng bừng à? Con tưởng bừng là con gì? Con này ta lặt này. Ui trúng. Ấy. Mấy con đấy? 3-4. 4 con. Sao lại 4 con? Cho 4 con thì mấy con? Ôi 5 con không à? Ai biết. Ôi chết. À 6 con chứ. Ê. Ôi xịt xịt lấy đi. Mất rồi. Ở lúc nào tao bắt còn lưới mấy con đấy nhỉ? Ôi, cái xanh. Càng siêu càng xanh. Đấy, con này. Đấy. Cho con cua đứng trước đã. Đó, cho vào. Đấy, càng. Ô, cho có 2 cái càng này. Dừng lại đi. Wow. Ui, bây giờ rắc xả lên trên thơm mới mày anh ạ. Ok, cưới đi. Cưới lưỡi lên em. Cưới lưỡi vào. Đấy. Bạn nào có nhu cầu hải sản thì mình để số điện thoại xuống màn hình ấy, cả mô tả luôn, rất là ngon. Đây đây anh Phúc hải sản à? Nguyễn Văn Phúc hải sản. Cầm. Thấy khắc quan trọng. Ui đỏ lửng. Con này chưa chín sao mà chưa đỏ? Rồi. Đấy. Đặt xuống. Xếp cua xuống dưới cho lên trên. Về lại. Ui, chín rồi. Con này là màu xanh. Con này là màu xanh. Ui, tụi thấy càng rồi nhá. Ui, bà tốt thôi. Ôi, sao mình dùng hết càng anh vậy? Bỏ cái nước đi. Chín quá, mình nấu chín quá. Chết tiêu hàng. Chín quá nó dùng càng. Mau hay sao? Xin quá nước nó càng chân rồi. Ở dưới. Kinh chưa. Anh rồi. Anh ra ra. Chân này. Chân này. Ngọt lắm anh ạ. Ui dạ. Ê. Ê. Bơi ở đây. Các bạn nhìn đi, ăn đi. Nào, và sau đây là màn ngon luôn. Chén. Bơ này, bơ. Bơ. Giờ này sẽ là cái tôm gì? Hải sản khổng lồ, mâm hải sản khổng lồ. Đấy. Ngon không các bạn ơi? Trứng thì không ngon. À, mình mời các bạn nhá. Ăn thử tôm nhé, bây giờ mình ăn tôm đầu tiên. À, ui. À. Ui. Anh nhìn này, nhìn cái da mới ngon này. Chẳng như. Ui. Ê, nó ngon cực. Ừ. Chặt thịt thế nhỉ? Quả trứng này. Trứng thịt này các bạn ơi. À, ngon không các bạn ơi? Ui. Giòn lắm nhá.
ngon thơm đến điển luôn. Ngon đấy. Đây mình nhìn này. Đây 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 mình nhìn con này đây. Trời ơi. Ui giời ơi. Cắt cái gì rồi? Ui ui. 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 Vẫn còn thịt trong này. Cắt cho em rồi. Đấy, nó chẳng. Cắt cho em rồi. Này, ừ. Món này cay. Nhìn này. Ừ. Ăn kì vậy. Cực ngọt. Quá ngọt. Đây là tôm hùm xanh Nha Trang nha mọi người. Còn đây là cua Cà Mau. Cái bóc được rồi. Ai có nhu cầu hải sản thì mình đến đây anh Phúc hải sản. Nguyễn Văn Phúc ấy, mình để link Facebook ở dưới nhá. Số điện thoại cho màn hình dưới đấy, chọn luôn. Chém ngay nó nóng. Giá cả. Ê, các bạn ơi. Không ơi. Ui thịt nạc thì nạc. Chém này. Chém đốc bao ăn về. Xếp đi toàn quốc nhé, không bao giờ chết. Ngọt mồm. Ngon lắm. Ngon nhỉ. Ngon hơn. Một con này em ăn no á. À, thử uống cua nhá. Ừ, nó càng. Ngọt tôi uống các bạn ơi. Ôi. Ngọt. Chống chỉ định khi đang ăn cơm. Ăn cơm ăn thì mình ngon. Em ăn cơm á, chẳng cần bật lại video mình ăn cua thế thôi. Em muốn ăn cả tiếp cũng ngon. Bên mang cái kẹt đi. Ích. Camisu cô. Ích. Ôi. Con đại ca này. Đó sẽ làm. Đây chờ. À. Khôn đi, khôn đi. Đấy, mày ăn đi. Bây giờ mày ăn đi. Bé muốn cái này. Đấy, tao cho mượn luôn này. Ăn được hay sao? Còn ăn đi. Thôi thôi. Cũng mệt à, cũng mệt. Ấu. Đổi. Không ăn được bách được rồi. Đổi cho xong tao bách đó. Anh bách đi rồi. À. Mày tốt lắm, không biết đấy này, đập đập dưới này này. Đấy, thấy chưa? Đây, mày nhìn đây này. Nhìn đây. Thấy chưa? Đập cái gì được. Nhẹ cái là ra mà. Rốt. Đấy, thấy chưa? Em làm được nhé. Chấm vào sữa. Liếm nha. À. Ừ. Ôi. Ăn đến này bao giờ thì chết. Ấy không? Cuộc sống được mấy khi? Đặt hải sản ăn đi. Nói như kiểu phim ấy. Ăn một lần rồi chết. Ờ. Cũng tại nguyện. Ngon rồi đấy. Ngon. Anh cho cái ốc vào đây. Ừ, ăn đi. Ốc là cái gì? Cơ càng của ốc à? Đít mọc trên đầu à? Nhìn như con đĩa. Tiền. Ăn đi. Mỡ. Ăn đi. Ờ. Ăn đi ơi. Ờ. Rồi, dừng đi, dừng đi. Dầu nó lắm thịt rồi. Úi, dầu nó đây. Anh ăn nó làm cái dầu ấy. Đó quá. Nó đây. Hôm nay là gọi là xả láng ăn tẹp mồm đấy. Ăn phá mồm. Là, ăn phá mồm, ăn gọi là xóa xóa mồm. Nó gọi là ăn gì nhỉ? Ăn là... Tuyệt ăn gà. Đứt phanh thì thả phanh nó khác các bạn ạ. Ui nói chung là rất là phê, ngon vẫn thấy thèm nhưng mà nó. Ây, nhìn cái đây là nữa. Cái dâu của con tôm nhá, nó vẫn lắm thịt đấy.